Đây này, em lại quay lại trở lại video quý vị nhá. Vừa nãy là đang quay dở thì lại có người gọi, thành ra là em bị ngắt quãng video, nên là thành ra là phải làm hai tập vậy. Thì bây giờ là chúng ta sẽ đưa IC mới vào. Đó, chúng ta sẽ đưa IC mới vào. Hai cái IC cũ bị chết thì em tháo ở đây rồi. Đây IC mới, ta sẽ đưa IC mới vào. Sau khi đưa được IC mới vào thì chúng ta bắt đầu tiến hành hàn chân IC. Chúng ta sẽ hàn hàng chân trong lòng chúng ta trước. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lại đến hàn chân trong cùng. Chúng ta luôn luôn hàn là phải có nhựa thông thì nó mới mượt được quý vị nhé. Rồi, như vậy là chúng ta đã hàn xong được chân IC mới. Thì bây giờ là để tiến hành lắp ráp thì chúng ta sẽ bắt đầu vệ sinh sạch cái phần mạch này, để chúng ta có cái mạch nó bền hơn, nó chuẩn hơn. Đây, quý vị đã thấy là em vừa dùng hóa chất và bàn chải đánh răng đánh sạch sẽ bóng bẩy cái mạch này như này. Bây giờ chúng ta lại bôi mỡ tản nhiệt. Ta bôi mỡ tản nhiệt lên đây. Con ấy 16 năm. Sợ thì
mua đồ đấy, mua đàn đi, đang phân vân thế nào. Vâng. Rồi, chúng ta vừa bôi mỡ tản nhiệt thì bây giờ chúng ta sẽ đưa IC vào. Rồi, chúng ta sẽ vít vào đây. Và chúng ta tiến hành ốp lại cái phần đây là phần khóa IC ở đây. Ta sẽ sập đúng vào lẫy như vậy nhá. Và như em sẽ đưa con ốc từ bên đằng sau này vào. Đó. Đó. Tiếp theo còn tiếp theo tương tự cũng vậy. Chúng ta phải vít chặt được. Chúng ta kiểm tra lại mạch lần nữa xem các chân chúng ta hàn có bị chập cháy không, rất là nguy hiểm nhé.
Rồi, bây giờ chúng ta kiểm tra chân, các chân IC đã ok rồi, không có chân nào bị chập. Chúng ta sẽ tiến hành lắp thử. Rồi, mời quý vị theo em. Hãy rút cho chú cái cục 110 đây. Cục nhỏ nhỏ đấy. Rồi cứ để đây cho chú cắm đầu kia vào. À, đây nha, cái vỉ mà em vừa mới thay IC đây. Chúng ta để chúng ta cắm thử nguồn cho quý vị nhá. Rồi, và bây giờ là em sẽ cắm dây nguồn. Và bây giờ chúng ta sẽ thử bật các nguồn thử sao. Như vậy là cái đàn nó hoạt động bình thường quý vị nhá. Vậy là vừa rồi trung tâm nhạc Nguyễn Phúc đã vừa xử lý xong cây đàn piano cọc của hãng cọc, đó là Concat C560. Một cây đàn khi chúng ta cắm nguồn vào thì bật lên là bị lổ cầu chì. Đó, nếu mà thay cầu chì lớn hơn thì tiếng loa ù lên, rú lên, nghe rất là ghê. Nếu để lâu thì sẽ khói hết cái phần mên này, bị chập mà. Bị chết hai con IC này, bị chết hai con IC này thì em vừa làm video em thay hai con IC để cho quý vị thấy thực tế. Nếu chúng ta để lâu thì sẽ chết sang cái phần main này. Đó, rất là nguy hiểm quý vị nhá. Đây là cái phần main chính, cái đầu coi như là đầu lão của cây đàn đấy. Nếu chúng ta không xử lý đúng thời điểm kịp thời thì sẽ dẫn đến hỏng đàn, rất là nguy hiểm nha quý vị nhá. Rồi, em cảm ơn toàn thể quý vị rất là nhiều. Trong suốt thời gian qua quý vị đã lắng nghe theo dõi cái những cái video của em trên cái kênh YouTube Trung tâm Nhạc Nguyễn Phúc này. Thì em rất cảm ơn mọi người. Và quý vị cảm thấy yêu mến em thì xin vui lòng là nhấn chữ đăng ký màu đỏ bên dưới video, ấn chia sẻ, ấn like để giúp cho kênh em càng ngày càng phát triển hơn nữa. Và em sẽ làm những cái video tốt hơn, bổ ích hơn để gửi đưa lên đây quý vị cùng được những cái video mà bấy lâu nay quý vị đang mong đợi mà chưa ai làm cho quý vị. Thì em sẽ cố gắng em làm những cái video để mà gửi tới toàn thể quý vị đang yêu mến ủng hộ cho trung tâm của Nguyễn Phúc. Rồi, em cảm ơn quý vị rất là nhiều. Em xin phép kết thúc video tại đây. Xin chúc quý vị một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào và tạm biệt.